xuất phát từ bến Bạch Đằng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, từ 7 giờ ngày 19 tháng 7, những con tàu khách cao tốc này sẽ đến Tiền Giang, Bến Tre để thu gom hàng hóa thiết yếu, sau đó vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh ngay trong ngày. Đây là những chuyến hàng đầu tiên trong kế hoạch luồng xanh đường thủy cung cấp 100 tấn hàng hóa thiết yếu mỗi ngày cho người dân thành phố. Ngày hôm nay cái chuyến đầu mà chúng tôi lên đường thì sẽ có 40 tấn hàng rau củ là chủ yếu nhận từ Tiền Giang và có thể là Bến Tre về thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tới nơi thì chúng tôi không được phép lên bờ, mà cái này là phải do là lực lượng bốc xếp của địa phương. Họ thu xếp lên tàu và rồi chúng tôi sẽ hành trình ngược về lại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đầu thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự như vậy. Mỗi con tàu cao tốc có sức chứa gần 150 hành khách. Nay đã được tháo dỡ toàn bộ ghế ngồi. Các chức năng khác cũng được điều chỉnh cho phù hợp để sẵn sàng đảm bảo khả năng vận chuyển khoảng 20 tấn hàng hóa nông sản từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày. Từ khi mà đại dịch bùng phát trở lại thì tàu của công ty chúng tôi là tạm ngưng hoạt động. Đến hôm nay thì tàu hoạt động trở lại thì thực sự là anh em rất là phấn khởi, trở lại với cái công việc hàng ngày của mình. Việc đưa vào khai thác luồng xanh đường thủy không chỉ giúp giải quyết nhu cầu về nông sản của thị trường thành phố Hồ Chí Minh mà còn gỡ khó cho nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trong việc tìm đầu ra sản phẩm giữa thời điểm giãn cách xã hội. Vậy lợi của bà con nông dân là sẽ ra được cái sản phẩm mà mình trồng trọt và tiếp ứng cho thành phố nhanh chóng hơn, thuận tiện tránh cái trường hợp mà kẹt xe, hàng hóa không vào được thành phố Hồ Chí Minh. Những chuyến hàng về tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành phân loại và đưa đến những điểm bán lẻ. Thời gian đầu sẽ có 5 tàu cao tốc vận chuyển được 100 tấn hàng hóa cho thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày tiếp theo, tàu sẽ nhận hàng hóa từ các tỉnh khác như Long An, Vĩnh Long và ngược lại cung cấp cho đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong cái việc cung cấp lương thực thực phẩm và cũng như các hàng hóa thiết yếu. Và chiều hôm qua thì chúng tôi cũng đã báo cáo Bộ trưởng và đã được Bộ trưởng ủng hộ và tạo mọi điều kiện về mặt pháp lý một cách nhanh nhất ở trong đêm hôm qua. Chính thức là tới 11 giờ đêm hôm qua chúng tôi vẫn còn liên lạc với các ngành của Trung ương để thực hiện chuyến tàu đầu tiên ngày hôm nay. Nỗ lực kịp thời của doanh nghiệp và chính quyền trong việc cung ứng hàng hóa phần nào giúp người dân vững tin vượt qua đại dịch, đảm bảo thông suốt việc sản xuất và tiêu thụ trong thời gian giãn cách.